Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống có những món đồ mà ta hầu như phải sử dụng thường xuyên mỗi ngày, thiếu thì không được. Tuy nhiên hiếm ai biết rằng, những món đồ này theo thời gian có thể trở thành nhà của bụi bẩn và vi khuẩn ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau đây là những vật dụng cần vệ sinh định kỳ để không ảnh hưởng tới sức khỏe mà bạn cần lưu ý. Đây cũng là nội dung chính trong một thông tin sức khỏe ngày hôm nay. mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Chăn gối, đây là món đồ gần gũi với bạn. Sau một ngày dài trở về từ trường học, cơ quan thì chiếc giường, chiếc gối êm ái quả là nơi thân thuộc để ngả lưng. Tuy nhiên, vỏ gối và chăn cũng là chốn nguy hiểm nếu bạn không vệ sinh thường xuyên. Khi ngủ, chúng ta có thể đổ mồ hôi, cơ thể của chúng ta cũng thực hiện quá trình đi tốc, nên da chết, tóc dụng của bạn cũng sẽ theo đó mà lưu lại trên vải. Mặt khác, các vị trí trên cơ thể bạn tiếp xúc diện rộng rất nhiều với chăn và gối. Vì vậy, việc không giặt rũ hai món đồ này định kỳ có thể là nguyên nhân cho những hạt mụn, viêm xấu xí trên lưng, mặt và tay chân của bạn. Tai nghe, headphone, dù muốn dù không, tai của bạn vẫn sẽ tiết ra ít nhiều chất nhầy mỗi ngày. Đây là cách mà cơ thể bạn tự làm sạch bằng cách đẩy ra chất bẩn. Bên cạnh đó, tai nghe và headphone lại là thứ chúng ta sử dụng hàng ngày, cũng là món đồ dễ tiếp xúc với các chất bẩn trong lỗ tai nhất. Vì vậy mà nếu không vệ sinh hoặc thay đổi định kỳ, tai nghe có thể trở thành thủ phạm gây nên viêm nhiễm và các bệnh về tai. Đồ trang điểm đồ trang điểm vừa là bạn thân, vừa là kẻ thù của phái đẹp. Nguyên nhân là các bông mút, các chiếc cọ vừa có thể giúp bạn xinh đẹp, nhưng nếu để lâu không vệ sinh thì sẽ trở thành kẻ thù số một của làn da. Nếu da hay nổi mụn, mặc dù bạn đã điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện và thử nhiều sản phẩm kem dưỡng da khác nhau, thì khả năng cao là do những dụng cụ trang điểm. Tốt nhất là bạn nên mua mới hoặc rửa cọ trang điểm định kỳ bằng nước tẩy trang, nước rửa mặt hoặc cồn. Túi sách Chiếc túi sách chúng ta vẫn mang theo mỗi ngày có thể chứa rất nhiều vi khuẩn bởi vì cái gì cũng có thể để vào trong đó. Nhiều người để đồ trang điểm, nhiều người để sách, ví tiền, vân vân. Có người đôi khi thuận tay bỏ cả rác vào khi không tìm được thùng rác. Cứ cách một thời gian thì bạn sẽ thấy trong túi sách của chúng ta có những vụn, những rác nhỏ. Cứ thế, mỗi món đồ được bỏ vào túi sẽ mang vi khuẩn từ nơi này sang nơi khác, lên đến những chỗ khác trong nhà bạn. Vì vậy, việc vệ sinh túi sách là rất cần thiết. điện thoại có nghiên cứu đã nói rằng màn hình điện thoại thật ra bẩn hơn nhà vệ sinh gấp nhiều lần mặc dù còn tranh cãi xoay quanh vấn đề này song vẫn không thể phủ nhận chiếc điện thoại bạn hay sử dụng là một nơi lý tưởng để vi khuẩn sinh sôi điện thoại được chúng ta cầm đi khắp nơi trong thời đại này từ công sở nhà hàng lớp học đến cả đi vệ sinh cho dù có rửa tay sạch thế nào thì chiếc điện thoại của bạn vẫn còn giữ vi khuẩn đến từ khắp nơi bạn đi qua nếu không vệ sinh trong thời gian dài thì có thể gây hại cho sức khỏe của bạn laptop laptop là công cụ tiện dụng trong công việc và học tập chúng ta sử dụng laptop rất nhiều nhưng hiếm ai biết rằng các khe hở giữa bàn phím các linh kiện bên trong và khoảng trống trong máy là nơi cư ngụ lý tưởng cho vi khuẩn và bụi bặm hay nhiều con vật nhỏ khác chỉ cần một ít vụn bánh lọt vào qua khe hở bàn phím cũng đủ gọi đến một gia đình kiến rồi bạn nên chú ý vệ sinh laptop định kỳ để không chỉ cải thiện sức khỏe mà còn kéo dài tuổi thọ cho chiếc máy tính của mình Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, mời quý vị cùng tìm hiểu những thói quen tốt trong ăn uống sinh hoạt, tốt phòng chống lão hóa. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.